Từ đầu tháng này, khi biết chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô trong nước được áp dụng, gia đình anh Chính quyết định mua xe sau khi đã hoãn kế hoạch vài tháng nay. Anh tính toán, mức giảm lệ phí này sẽ tiết kiệm được 50 triệu đồng cho dòng xe mà anh muốn mua. Mục đích là mua xe rất lâu rồi. Đợt này nhà nước được đặc biệt là giảm thuế trước bạ là được 50%. Thuế trước bạ thì chúng tôi quyết định mua xe trong tháng này. Giảm được một nửa tiền, ví dụ thuế được khoảng 80 triệu thì nó giảm đi, còn 40 triệu thì cũng bớt một khoản chút. Mặc dù thời gian áp dụng mức giảm lệ phí trước bạ đã được rút ngắn 3 tháng so với những lần trước, nhưng đợt giảm này lại rơi vào mùa cao điểm mua sắm cuối năm. Do đó, các đại lý ô tô kỳ vọng chính sách lần này sẽ giúp kích cầu và cải thiện mức giảm doanh số hơn 10% trong 8 tháng qua. Như ngày hôm nay bên mình tiếp lượng khách hàng thì so với những lúc mà chưa có thông tin chính thức thì đâu đó đã tăng trưởng lên khoảng 15-20%. Doanh số thì mình kỳ vọng nó rơi vào khoảng tầm tăng so với cùng kỳ năm ngoái khoảng tầm 40%. Theo Bộ Tài chính, việc áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ làm giảm thu ngân sách trung bình khoảng 867 tỷ đồng một tháng. Tuy nhiên, ba đợt giảm trước đây đã giúp doanh số xe trong nước tăng từ 1,5 đến 2 lần. Điều này góp phần thúc đẩy sức mua, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động. 3 tháng này được xác định là cái cao điểm mua sắm các cái sản phẩm có giá trị cao, trong đó có ô tô. Thị trường ô tô trong 3 tháng cuối năm nay sẽ rất là sôi động và cũng là một cái thỏa mãn cái sự kỳ vọng của không chỉ người dân và rất nhiều các doanh nghiệp. Chính sách giảm lệ phí trước bạ cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước không chỉ giúp kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ chi phí cho người tiêu dùng, mà còn tạo động lực để các dòng xe nhập khẩu đưa ra chính sách khuyến mãi, cạnh tranh để thu hút khách hàng.